À, xin chào anh em, thì hôm nay tôi xin giới thiệu anh em cách kiểm tra led trên bộ kiểm tra led này ha. Thì đây là các pha của đèn led của các xe. Thì bây giờ đây có thiết bị kiểm tra led. Thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra từng bóng led trên cái pha đèn của winner này ha. Thì đối với này winner này á, thì đây tôi sẽ kiểm tra như sau. Đây, đọc ra. Đây đèn sáng ha. Thì đây nó sẽ hiển thị cái số vôn của mình luôn, số vôn của bóng led luôn. Thì led này gần 3V này anh em, nó là led 3V. Đấy. Đấy. À, thì mình cũng có thể kiểm tra luôn hai bóng led luôn một lượt luôn. Rồi kiểm tra hai bóng led lượt ha. À, sáng hai bóng thì hiển thị cái số vôn lên nó khoảng là 5V mấy, còn 6V thì led 3V thì nó sẽ hiển thị lên luôn ha. Rồi thì pha led này cũng kiểm tra tương tự vậy. Đấy. Đó. Từng bóng ra nè. Đó, kiểm tra từng bóng. Đó, thì kiểm tra hết luôn 3 bóng. Đó. Nó sáng hiện đây thì số bên luôn. Thì cái bộ kiểm tra led này rất là tiện dụng, nó sử dụng nguồn adapter từ điện điện xịn nhà mình ha, điện AC 2.2. Đó, nó rất là tiện lợi. Đó. Kiểm tra được tất cả các bóng led. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip ha.